kính chào quý vị. Trong chuyên mục làm đẹp cùng bạn hôm nay, tôi giáo viên trung tâm đào tạo nghề cắt uốn tóc và trang điểm quốc tế xin gửi đến quý vị một kiểu tóc mới, đó là uốn Margidin. Đồng hành cùng Tuyết Sương ngày hôm nay là người mẫu Mỹ Nhung. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Với ống uốn đinh này thì Sương trước khi uốn tóc cho người mẫu thì Sương sẽ phải gội đầu trước. Sau khi tóc các bạn đã gội sạch rồi, sấy khô khoảng 20% độ ẩm, chúng ta bắt đầu cuốn. Thì khi cuốn ta sẽ bắt cái tóc hình chữ nhật khoảng 2 cm. Các bạn đưa tóc cho đứng lên góc độ 90 độ, vuông góc với tóc và chia đôi cái tóc ra. Sau khi ta để ống cuốn Margidin vô thì ta cuốn cái tóc, cuộn tròn tóc từ trong ra ngoài, xoay theo chiều kim đồng hồ. Khi đến cái ngọn cuối cùng thì đưa cái khóa lại. Ta làm tiếp cái ống kế bên. Với cái ống kế bên thì ta sẽ đi ngược lại với cái chiều tóc vừa cuốn. Khi khóa lại các bạn nhớ lưu ý tới cái ngọn tóc, không để bị giặt ngọn. Và với kiểu uốn này thì Sương sẽ uốn cho các bạn coi được hai kiểu uốn trên một cái đầu. Cái kiểu uốn thứ hai là Sương sẽ uốn cái kiểu zigzag. Thì với cái zigzag các bạn không cần chia tóc ra, mà bạn chỉ cần để tóc vô thành một nhánh tóc, sau đó bạn quấn qua. Và các bạn cũng lưu ý khi mình uốn thì luôn luôn phải nhớ giữ cái ngọn cho nó tròn, chứ để không thì bị giặt ngọn. Tại vì cái kiểu này nó là Margidin nên khi bạn uốn tóc bạn nhớ phải tạo cho cái ống nó phải dựng đứng lên thì nó mới giống. Với cái người mẫu tóc này thì Sương sẽ làm cho hai chiều mỗi bên một kiểu khác nhau. Phía bên tay trái của Sương, Sương sẽ uốn theo kiểu xoắn, và bên tay phải Sương sẽ uốn theo kiểu zigzag. Chia những tép tóc bằng nhau và uốn cho đến hết cái phần tóc còn lại. Và các bạn nhớ thì khi bắt tóc thì các bạn nhớ bắt tóc theo kiểu xếp giặt. Sau khi uốn xong thì Sương sẽ bắt đầu đến chấm thuốc. Và bạn chấm đều từ ngoài ngọn vô trong. Sau khi chấm thuốc xong, các bạn kiểm tra cho đầy đủ, đã chấm đủ thuốc rồi thì trong thời gian chờ đợi khoảng 15 phút. 15 phút đã trôi qua, bây giờ người mẫu sẽ đi xả tóc. Sau khi đã xả xong tóc thì ta lấy cái máy sấy và lấy số mát sấy cho ráo tóc. Và khi sau đã xong thì Sương sẽ tháo tóc. Với cái cây uốn này á thì bạn chỉ cần mở cái khóa ra là xong. Và khi á các bạn tháo cái ống ra thì các bạn sẽ nhận được cái sự đàn hồi của cọng tóc. Và đây là cái lọn của cái cây phía bên Sương uốn dít sắt. Và các bạn coi cái sự đàn hồi của cái kiểu này. Sau khi ta tháo ống ra khỏi tóc thì ta sẽ xới tóc lên, ta tạo kiểu. Kính thưa quý vị và các bạn, Tuyết Sương đã hướng dẫn xong kiểu tóc Margidin. Xin chào và hẹn gặp lại.